Thưa các bạn, bọn mình vừa bị lừa mất 3 lít các bạn ơi. Bọn mất dậy này, súc vật. Thằng Long đang tỏ ra rất hào hứng và phấn khởi. Đấm cho không trượt phát nào. Tại sao mình không hợp cái này tí nào cả? Nó gọi cho anh. Nó gọi anh Vinh à. Thế mình thì tưởng nhận đồ hộ cho Vinh. Thế là đồ nào đồ trời đất hỡi. Anh bị mất 300 nghìn. Đây, thưa các bạn, bây giờ là bọn mất dậy này, bây giờ chơi cái thủ đoạn này mọi người hết sức lưu ý nha. Nó không cho báo. Vâng, đó là hiện tại một số người đã lợi dụng một số thông tin ở trên mạng internet. Đó lý do tại sao ấy, chúng ta bảo rồi không nên để lộ thông tin trên internet, bao gồm chứng minh thư, số điện thoại, tất cả các thứ. Đây, bây giờ có một người họ chỉ gửi hàng, sau đó ship theo kiểu COD, ghi địa chỉ và cũng như là tên người nhận, nhưng lại lấy số điện thoại là số của một người khác, tại vì là các cái địa chỉ kinh doanh ví dụ như ở Kone thì có số điện thoại đặt bàn vân vân, thì lấy cái số đấy nhưng mà lại không phải số của mình, gửi đến Kone và báo rằng là đây là hàng nhờ thu hộ 300 nghìn, và rốt cục là nó gửi đến ba cái thứ đồ mà hoàn các bạn nhìn đi, ba cái thứ đồ. Tất nhiên là không, cái này tại anh nghĩ là anh vừa này. Cái này anh nghĩ anh vừa này. Dũng mặc thử đi. Trung Anh, Trung Anh hai màu đen càng đen két lẹt. Chú anh mặc đấy. Vân ơi, 90 nghìn này anh bán lại cho em này. Vân ơi, Vân, em mặc cái này đi. Vân, cái này là của em. Được đấy, trùng hợp với Vân. Các bạn thấy là đây là còn vịt. Cái này thì va về là còn sóc, nó còn chửi vào mặt cho. Các bạn thấy, còn đây là cũng là váy à? 3 váy và váy nhân 3. Đấy. Đúng là thanh niên. Đây. Chỉ viết sai à? Ờ, cô nê nó còn là cờ o cô, nó phải là ca. Vinh ca là gì? Vinh Trung Anh này. À là Trung Anh rồi. Mày hóa ra là mày Tuấn Anh. Tuấn Anh rồi. Là Tuấn Anh. Mày đúng không? Vinh TA. Vinh Tuấn Anh lại đang còn làm hình nước nữa. Mày làm cho bên nào đây? Thế còn khi đây, khách hàng không sử dụng dịch vụ đồng kiểm, tuyệt đối không cho xem hàng. À, rất mất dạy nữa. Lại còn trước khi chuyển hoàn điện thoại cho người gửi, số điện thoại của người gửi đây này, 0323456789. Làm gì có chuyện số không phải à? Nhiều. Không cho xem hàng luôn à? Ừ. Số điện thoại người gửi làm gì có chuyện số đẹp như này được. Cũng có thể là ghi số bừa. Thì làm sao em biết được đúng không? Như vậy các bạn thấy là đây là một trò nó khá là mất dạy, một trò đê tiện. Rất nhiều người đã có cái thủ đoạn này rồi, đó là người ta sẽ lợi dụng cái việc có thể là xin được họ tên của bạn, số điện thoại của bạn, là rất nhiều cách người ta có thể xin được nhé. Thông tin từ trên mạng internet, người ta làm các kiểu. Và khi như vậy thì người ta sẽ lừa được tiền của bạn nếu bạn chủ quan, tại vì nó sẽ gửi cho 10 người, trong số 1 người mà người ta trả lại thì trả sao, nhưng với 9 người mà người ta đồng ý mua là coi như người ta đã mất 3 lít. Và đây là gói chỉ là 3 lít thôi. Tại vì sao? Nếu mà giá trị đắt quá chắc chắn người ta sẽ kiểm tra, nhưng với giá trị chỉ 2-3 lít ấy, người ta sẽ không bao giờ kiểm tra mà người ta sẽ cứ nhận thôi, và nhận hộ chẳng hạn. Đấy, thì mình hy vọng là qua video lần này sẽ cảnh báo cho những cái bạn nào mà hết sức cẩn thận ở trên mạng internet, bao giờ hàng mua gửi về COD là phải kiểm tra thật kỹ. Và để bù cho 3 lít này, hy vọng các bạn sẽ đặt mua úp link bên dưới để các bạn mua cho bọn mình. Nếu bọn mình bù lại 3 lít nhá. Đấy, nếu bọn mình có cơm sống một ngày, nhớ đặt úp link PKP các bạn nhá.